Ngày 26 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại 14 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Theo đó, từ tháng 10 2022 đến đầu tháng 6 2023, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét, khởi tố, bắt tạm giam gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ với nhiều tội danh khác nhau. Vụ án này được phát hiện vào năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước được dư luận đặc biệt quan tâm do tình trạng lũng đoàn, bắt nháo trong đăng kiểm xe cơ giới đã tồn tại khá lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan công quyền, tổn hại đến kinh tế của người dân. Để làm rõ hành vi của từng cá nhân có vi phạm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ phương tiện, tài xế có phương tiện đến đăng kiểm xe cơ giới tại 14 trung tâm đã bị làm khó, phải đưa tiền cho đăng kiểm viên để được bỏ qua lỗi đăng kiểm hoặc các cá nhân có liên quan đến trụ sở trình báo, phối hợp điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của từng cá nhân có vi phạm.